Thủy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 26 tháng 6 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Tiếp tục những diễn biến căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao của hòn đảo cảnh báo cần phải luôn luôn sẵn sàng cho một cuộc xung đột vũ trang với Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi cũng kêu gọi tăng cường cảnh giác khi Bắc Kinh đẩy mạnh bành trướng quân sự. Ông Kishi khẳng định an ninh của Đài Loan liên hệ trực tiếp với an ninh quốc phòng của Nhật Bản những diễn biến mới nhất về cuộc đối đầu của hai đại kinh địch Mỹ Trung, Washington có thể ra luật mới gây sức ép cho Bắc Kinh về kinh tế nhân quyền. Nghị sĩ Mỹ kêu gọi ông Biden trừng phạt quan chức Hồng Kông vì bức tử tờ báo Apple Daily. Mỹ nỗ lực làm ấm lòng Philippines với thương vụ chiến cơ và tên lửa, không để Trung Quốc có cơ hội chen chân gia tăng sức ảnh hưởng. Một số tin nóng khác, Nga lo ngại bộ tứ do Mỹ dẫn đầu sẽ thành tiểu NATO siết chặt kiểm soát châu Á Thái Bình Dương lực lượng an ninh Myanmar bắt giữ xe tải chở vũ khí gần điểm đóng Mandalay. Tổng thống Biden ban bố tình trạng khẩn cấp sau thảm kịch sập nhà ở Florida. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin quốc tế của FBNC ngay sau đây. Các hành động răng đe quân sự gia tăng của Trung Quốc đối với Đài Loan trong thời gian gần đây, báo động hòn đảo tự trị nhất định phải chuẩn bị cho nguy cơ xung đột vũ trang bùng nổ. Đó là tuyên bố của ông Ngô Chiêu Tiếp, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài Mỹ CNN. Lời cảnh báo Đài Loan phải luôn trong trạng thái phòng thủ được ông Ngô Chiêu Tiếp đưa ra sau khi Trung Quốc vừa điều kỷ lục đến 28 tiêm kích và máy bay ném bom xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ADIZ của hòn đảo. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 23 tháng 6 rằng là những người ra quy định ở Đài Loan, chúng tôi không thể bị động mà cần phải luôn sẵn sàng ứng phó. Khi chính phủ Trung Quốc nói họ không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đạt được mong muốn của mình và họ tăng cường diễn tập quân sự xung quanh Đài Loan, chúng tôi thả tin những lời cảnh báo đó là thật. Ông Ngô Triều Tiếp, người dẫn dắt cơ quan đối ngoại của Đài Loan từ năm 2018, vào tháng 5 vừa qua đã bị Bắc Kinh cáo buộc là đại diện cho thế lực ly khai cứng ngắc. Khi ông Ngô tuyên bố, hòn đảo sẽ chiến đấu đến ngày cuối cùng nếu bị Trung Quốc tấn công. Cụ thể, bà Chu Phượng Liên, phát ngôn viên cho Văn phòng Sư vụ Đài Loan của Trung Quốc chỉ trích rằng, Ngô Triều Tiếp đã nhiều lần lặp lại ý định ngạo mạn tìm kiếm độc lập cho Đài Loan chúng tôi sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để trừng phạt những kẻ ly khai này theo pháp luật. Đáp lại, nói với đài CNN, ông Ngô nói mình cảm thấy vinh dự khi bị Bắc Kinh nhắm mục tiêu. Ngay cả khi họ nói sẽ tiếp tục không buông tha cho tôi, suốt phần đời còn lại, tôi cũng không hề lo lắng, trích lời ông Ngô cho biết. Đồng thời, ông Ngô tuyên bố Đài Loan không thể chấp nhận việc sắp nhật hai bờ eo biển, đặc biệt sau những sự kiện chấn động ở đặc khu hành chính Hồng Kông. Đài Bắc cảm thấy nhất định cần phải tránh đi vào vết xe đổ, bị bóp nghẹt dân chủ và tự do như ở xứ Cảng Thơm. Ông Ngô cho rằng, việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông là một hành động đàn áp phong trào dân chủ, làm xói mòn quyền tự do ngôn luận và triệt tiêu các quan điểm đối lập. Nếu bạn nhìn vào tình hình ở Hồng Kông, bạn sẽ thấy ngay một thảm kịch của thời hiện đại, trích lời ông Ngô khẳng định. Về sự tồn tại độc lập của Đài Loan, ông Ngô cho biết, người dân ở Đài Loan muốn hòa bình, chính quyền Đài Loan cũng mong muốn như vậy. Hơn thế nữa, chúng tôi kêu gọi đối thoại giữa Đài Loan với Trung Quốc, tuy nhiên, cần có nỗ lực từ cả hai phía. Không chỉ Đài Loan, một hàng xóm khác của Trung Quốc là Nhật Bản cũng tỏ ra lo ngại về nguy cơ đụng độ ở eo biển, mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobukishi nói với hãng tin Bloomberg rằng vấn đề an ninh của Đài Loan có liên hệ trực tiếp với an ninh quốc phòng của nước Nhật. Đồng thời, ông Kishi nhận định, cán cân quân sự đang nghiêng hẳn về phía Bắc Kinh. Sức mạnh quân sự áp đảo của quân đội Trung Quốc khiến cho Đài Loan và cả Mỹ, Nhật cần phải tính toán các kế hoạch ứng phó phù hợp phòng khi mồi lửa giao tranh bị châm ngòi, bùng nổ. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi cho biết, hòa bình và ổn định ở Đài Loan có liên hệ trực tiếp đến Nhật Bản và chúng tôi đang quan sát chặt chẽ các động thái giữa hai bờ eo biển cũng như các hành động quân sự của Trung Quốc. Do Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh quốc phòng, cán cân quyền lực ngày càng nghiêng về phía họ so với Đài Loan. Ông Kishi nhấn mạnh, khoảng cách chênh lệch về sức mạnh đang ngày càng gia tăng theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. Hồi đầu tháng này, ông Kishi cũng phát biểu trước Ủy ban An ninh Quốc phòng của Nghị viện châu Âu, cảnh báo Trung Quốc đang mạnh tay chi ngân sách khổng lồ cho quốc phòng. Cộng đồng quốc tế cần phải đoàn kết trong ứng phó với Trung Quốc, trích lời kêu gọi của ông Kishi. Gần đây, Nhật Bản tỏ ra ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ hơn, không chỉ ra tuyên bố chung với Mỹ nhắc đến sự ổn định ở eo biển, mà Tokyo còn viện trợ khẩn cấp lô hàng vaccine cho hòn đảo để chống lại làn sóng dịch Covid-19 bùng phát. Những động thái này dĩ nhiên khiến Bắc Kinh tức giận sụp sồi. Thế nhưng, Tokyo cũng đã thể hiện thái độ cứng rắn hơn và công khai xem quốc gia hàng xóm là đối thủ chính yếu trong cuộc đua tranh giành quyền lực mềm không chỉ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà còn trên đấu trường quốc tế. Chuyển sang thông tin mới về cuộc đối đầu trường kỳ Mỹ-Trung. Ngày 23 tháng 6 vừa qua, Ủy ban đối ngoại của Hạ viện Mỹ đã lên kế hoạch họp bàn cân nhắc thông qua dự luật giúp tăng khả năng cạnh tranh kinh tế của Washington, đồng thời gây sức ép tăng cường cho Bắc Kinh về vấn đề nhân quyền. Đây là một phần trong nỗ lực mạnh mẽ của Quốc hội Mỹ để ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Dự luật mới của Hạ viện Mỹ được nghị sĩ George Jory Chủ tịch Ủy ban đối ngoại đề xuất vào tháng trước. Nó có tên chính thức là đạo luật đảm bảo sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, hay còn gọi là đạo luật đại bảng, được xem là nỗ lực của lưỡng đảng Hoa Kỳ để ứng phó với sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc. Trước đó, Thượng viện Mỹ hôm 8 tháng 6 cũng thông qua đạo luật chống Trung Quốc mang tên Cạnh tranh và sáng kiến Hoa Kỳ, viết tắt là USICA. Đạo luật đề nghị cung cấp 190 tỷ đô la để củng cố sự phát triển công nghệ và nghiên cứu của Mỹ. Ngoài ra, có thêm 50 tỷ đô la để nâng cao sản xuất và nghiên cứu các thiết bị chất bán dẫn và viễn thông. Tuy nhiên, các lãnh đạo hạ viện quyết định thay vì xem xét dự luật usica họ sẽ tự đề xuất một dự luật khác với thủ tục có thể kéo dài hàng tháng trời trước khi nó được gửi đến nhà trắng để tổng thống biden ký thành luật liên quan về chính quyền Hồng Kông buộc đóng cửa tờ báo Apple Daily của ông trùm Truyền thông Jimmy Lai, mới đây hai thượng nghị sĩ cấp cao Hoa Kỳ đã kêu gọi ông Joe Biden sử dụng các quyền hạn của tổng thống Mỹ để ban hành biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân phải chịu trách nhiệm trong vụ bất tử tờ báo có quan điểm đối lập. Theo đó với cái gật đầu của ông Biden, một điều luật trừng phạt sẽ được thực thi và tài khoản ngân hàng nước ngoài của giới chức Hồng Kông có thể bị đóng băng. Trong lá thư gửi đến Nhà Trắng, hai thượng nghị sĩ Pat Toomey Đảng Cộng Hòa và Chris Van Hollen, Đảng Dân Chủ, đều thuộc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện cho rằng, việc 500 cảnh sát Hồng Kông phong tỏa tòa soạn báo Apple Daily và sau đó là Cục An ninh Hồng Kông yêu cầu các ngân hàng phong tỏa nguồn quỹ của tờ báo có liên quan trực tiếp đến kết cục Apple Daily phải đóng cửa. Các nghị sĩ Mỹ nói rằng, dựa theo khoản 5 đạo luật tự trị Hồng Kông được Quốc hội thông qua vào năm ngoái, chính quyền ông Biden nên thực hiện ngay lập tức biện pháp trừng phạt những cá nhân đã hành động bất công đối với nhà sáng lập Jimmy Lai và ép buộc đóng cửa tòa sạn Apple Daily. Các nghị sĩ Mỹ kêu gọi áp đặt trừng phạt nghiêm ngặt đối với những cá nhân và thực thể trực tiếp làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông và cũng trừng phạt luôn những ngân hàng có liên kết kinh doanh với những cá nhân và thực thể nói trên. Trong khi các nghị sĩ ở Washington họp bàn kế sách lâu dài đối đầu với Bắc Kinh thì trong một động thái quân sự đáng chú ý, hải quân Hoa Kỳ tuần này điều tàu sân bay Ronald Reagan tập trận hoành tráng với hải quân và không quân Ấn Độ trên Ấn Độ Dương. Song song đó, Mỹ cũng diễn tập với lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, huy động nhiều khí tài đáng gờm nhằm nhắn gửi thông điệp cứng rắn đối với hành động bành trướng bá quyền của Trung Quốc. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã tập trận chung với hải quân Ấn Độ vào ngày 23 và ngày 24 tháng 6. Nội dung diễn tập gồm không cất hạ cánh trực thăng trên chiến hạm của nhau và tác chiến chống ngầm. Phía Mỹ huy động các tiêm kích bao gồm fa 18 f cùng máy bay cảnh báo sớm E-2 của không đoàn tàu sân bay Mỹ, còn Ấn Độ sử dụng các tiêm kích MIG-29K, SU-30MKI, cường kích Jaguar cùng các máy bay cảnh báo sớm, máy bay tuần thám săn ngầm và máy bay tiếp nhiên liệu ngay trước đó, nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan đã diễn tập cùng lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. Mặt khác, tàu tác chiến ven biển USS Charleston của Mỹ và khu trục vạn GS Yuigiri của Nhật Bản còn tập trận chung với Hải quân Sri Lanka từ ngày 24 tháng 6. Song song đó, Hải quân Mỹ và Singapore cũng tập trận song phương ở đảo Guam từ ngày 21 tháng 6 đến 7 tháng 7. Hàng loạt cuộc tập trận chung giữa Mỹ với các đồng minh châu Á diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa điều 28 máy bay uy hiếp Đài Loan, đồng thời diễn tập cất hạ cánh trực thăng trên tàu đổ bộ tấn công Hải Nam. Ngay sau khi Mỹ điều hành tàu khu trục USS Curtis Wilbur tuần hành qua eo biển, thổi bùng lên căng thẳng âm ỉ giữa Washington với Bắc Kinh. Mặt khác, giữa Mỹ và các đồng minh với Trung Quốc cũng đã khẩu chiến ăn miếng trả miếng gay gắt ngay sau khi G7 và NATO đều xác định Bắc Kinh chạy đua phát triển quân sự và tạo ra mối đe dọa an ninh chiến lược. Tiếp theo vẫn là câu chuyện hợp tác quân sự giữa Lầu Năm Góc với một đồng minh châu Á, đó là Philippines. Đến hiện tại, lãnh đạo quốc phòng hai nước vẫn đang trong trạng thái dùng dằn về việc có tiếp tục duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Philippines dựa trên thỏa thuận các lực lượng thăm viếng VFA hay không. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi đàm phán, Washington lại vừa mới tuyên bố sẽ thông qua thương vụ bán máy bay và tên lửa mới cho Manila. Động thái này có thể xem như một cách để duy trì sức ảnh hưởng của Mỹ ở quốc gia Đông Nam Á. Nguồn tin từ Reuters cho biết, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông qua khả năng bán máy bay chiến đấu F-16, cũng như tên lửa Sidewinder và Harpoon cho Philippines, được bao gồm trong ba thương vụ riêng biệt với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đô la. Tuy vậy, đây chỉ là thông báo khái quát từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Còn về hợp đồng chi tiết và một cuộc thỏa thuận chính thức vẫn chưa được công bố, theo Eric Sayers. Một nhà quan sát tại Viện Doanh nghiệp Mỹ cho biết, đây có vẻ là một nỗ lực chủ động của Washington nhằm đảm bảo Hoa Kỳ vẫn là đối tác an ninh được Manila tin tưởng. Có thể nói, mặc dù Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thường xuyên dọa hủy bỏ thỏa thuận VFA với Mỹ, nhưng ông cũng đã đình chỉ việc hủy bỏ này hết lần này tới lần khác. Vào tuần trước, Philippines lại tiếp tục đình chỉ hủy bỏ VFA thêm 6 tháng, trong bối cảnh vẫn muốn mượn sức mạnh của Mỹ để thị uy trước vị Trung Quốc không ngừng gia tăng bành trướng trên biển. Trong khi đó, phía Mỹ vốn cũng rất coi trọng VFA trong chiến lược của mình nhằm chống lại những động thái hung hăng của Trung Quốc ở châu Á. Quay lại thương vụ mua bán vũ khí tiềm tàng giữa Mỹ với Philippines, hãng quốc phòng Lockheed Martin cho biết tiêm kích F-16 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược của Manila với Washington và các đồng minh, giúp quân đội Philippines là lực lượng tiếp theo ở Đông Nam Á được trang bị F-16 tiên tiến. Ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga diễn ra khá suôn sẻ, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức đã đề nghị Liên minh châu Âu tổ chức một cuộc họp tương tự với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thế nhưng đề xuất này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Ba Lan và các nước Baltic, cho rằng một hội nghị như vậy giữa EU và Nga sẽ gửi tín hiệu sai lầm trong bối cảnh mối quan hệ Đông Tây ở lục địa già ngày càng trở nên ngồi lạnh. Cụ thể, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất rằng, một cuộc gặp thượng đỉnh giữa EU với Nga lần đầu tiên kể từ năm 2014 sẽ là cuộc đối thoại ý nghĩa để bảo vệ các giá trị của chúng ta. Ông Macron kêu gọi EU cần phải chủ động trong chính sách đối ngoại với Nga. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đồng ý với nhà lãnh đạo Pháp. Pháp và Đức mong muốn có thể hợp tác với Nga trong một số lĩnh vực như chống biến đổi khí hậu và tìm kiếm sự ổn định trong mối quan hệ. Bà Merkel bày tỏ ngay cả khi không có hội nghị thượng đỉnh giữa EU với Nga cũng nên tìm kiếm những hình thức đối thoại Thủ tướng Áo Sebastian Kerr nằm trong số những nhà lãnh đạo EU ủng hộ đề xuất về họp thượng đỉnh với Nga. Thế nhưng, nhiều ý kiến khác đã phản đối mà sự bác bỏ mạnh mẽ nhất đến từ những quốc gia hàng xóm với Nga. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết với Reuters rằng Tổng thống Putin cần chấm dứt chính sách hiếu chiến đối với láng giềng và sẽ không có một hội nghị nào diễn ra nếu như Nga vẫn còn kiểm soát bán đảo Crimea, một hành động mà phương Tây cho là chiếm đoạt phi pháp chủ quyền của Ukraine. Tương tự, Tổng thống Lithuania Gitanas Nausda cho hay, đề xuất nối lại đối thoại với Nga chẳng khác nào đi kết thân với một con gấu để giữ cho hũ mật ong được an toàn. Trong khi đó, Thủ tướng Latvia Kristianis Karin nhận định Nga sẽ xem hội nghị thượng đỉnh như một món quà sau những nỗ lực ngoại giao để chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine chẳng đi đến đâu. Tầm ảnh hưởng của nhóm Bộ Tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc không chỉ là cơn ác mộng với Trung Quốc, mà liên minh này còn đang khiến Điện Kremlin phải lo ngại. Nga cho rằng Mỹ có thể đưa bộ tứ thắt chặt hơn về hợp tác an ninh trở thành một tiểu NATO kiểm soát chặt chẽ khu vực châu Á Thái Bình Dương. Bộ quốc phòng Nga những ngày qua đã phải lên tiếng về nỗi lo này trong hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 9. Theo hãng tin NHK, Bộ quốc phòng Nga bày tỏ lo ngại rằng Mỹ đang tăng cường hợp tác quân sự với Nhật Bản, Ấn Độ và Úc để phương dài cánh tay kiểm soát khu vực châu Á Thái Bình Dương người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự gru của nga igor kostikov nhận định mỹ có thể đang cụ thể hóa tham vọng hình thành một tiểu nato ở khu vực châu á thái bình dương điều đáng quan ngại là tiểu nato của mỹ đã lôi kéo được cả ấn độ quốc gia có truyền thống thực hiện chính sách ngoại giao độc lập mặt khác nói về vấn đề nato của phương tây tổng thống nga vladimir putin phát biểu trong hội nghị an ninh rằng Đương nhiên, chúng tôi không thể không lo ngại về việc NATO liên tục xây dựng tiềm lực quân sự và cơ sở hạ tầng ở khu vực sát biên giới Nga. Theo đài NHK, Moscow rõ ràng đang cảnh giác với việc Washington mở rộng ảnh hưởng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giống như cách họ đã làm ở châu Âu, thông qua việc kết nạp các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Chuyển sang một tin nóng về cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar, Hãng Reuters vừa dẫn lời đài truyền hình quân sự Myanmar cho biết, lực lượng an ninh đã đột kích và bắt giữ một xe tải chở lượng lớn vũ khí hướng về Mandalay, thành phố lớn thứ nhì đất nước. Vụ bắt giữ này xảy ra ngay sau khi quân đội Myanmar vừa giao tranh ác liệt với nhóm vũ trang đối lập ở Mandalay, khiến hai phía đều ghi nhận thương vong. Tờ báo Ánh sáng toàn cầu mới của chính quyền quân sự Myanmar đăng tải mới đây bài viết về vụ bắt giữ 4 người trên một xe tải chở vũ khí đến thành phố Mandalay, trên xe gồm 100 súng cầm tay, 10.000 viên đạn, gần 500 lựu đạn cùng với bom và kíp nổ. Tờ báo nói rằng lực lượng phòng vệ nhân dân PDF thuộc tổ chức chính phủ tự xưng thống nhất quốc gia chính là bên được cung cấp vũ khí. Đây cũng là phe đối lập với chính quyền quân sự Myanmar. Trong thời gian qua, đã tiếp nhận huấn luyện và các loại vũ khí từ nhóm vũ trang độc lập Kachin, một trong hàng loạt nhóm quân thiểu số đối đầu gay gắt với quân đội ở các vùng biên giới. Vụ bắt giữ xe chở vũ khí diễn ra ngay sau khi quân đội tuyên bố đột kích vào một căn cứ chứa phần tử cực đoàn của nhóm PDF ở thành phố Mandalay, bắn tử vong 8 người và bắt giữ 8 người khác. Hiện Reuters đã liên hệ, nhưng lực lượng PDF và nhóm vũ trang thiểu số ở Kachin chưa có bất kỳ phản hồi nào. Mặt khác, Văn phòng các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc vào thứ Năm ước tính có khoảng 230.000 người dân Myanmar mất nhà cửa, cần được viện trợ khi giao tranh bùng nổ trên diện rộng giữa quân đội với các nhóm vũ trang kể từ khi biểu tình bùng phát hồi đầu tháng 2 đến nay, có ít nhất 880 người dân Myanmar bị bắn tử vong và hơn 5.100 người bị quân đội bắt giữ, theo nguồn dữ liệu của tổ chức nhân quyền AAPP. Từ sáng ngày 24 tháng 6 đến nay, nước Mỹ chấn động với thảm kịch sập một phần tòa nhà 12 tầng gần Miami, bang Florida, khiến nhiều người thương vong và gần 100 người vẫn mất tích. Trong khi công tác cứu nạn và điều tra vẫn đang tiếp tục, Tổng thống Joe Biden mới đây đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Florida, qua đó giúp cho Bộ Ninh Nội địa, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang FEMA và nhiều cơ quan chức năng khác có thể đẩy nhanh quá trình cứu trợ các nạn nhân trong thảm kịch. Trước đó, Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis đã ký xác lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hạt Miami-Dade, một nỗ lực nhằm đẩy nhanh hỗ trợ của tiểu bang đối với công tác cứu hộ. Khoảng 100 người được cho là vẫn đang mắc kẹt trong tòa nhà cao tầng ở thị trấn Subside, phía bắc thành phố Miami, sau khi một phần tòa nhà sập xuống vào sáng thứ Năm ngày 24 tháng 6. Đến chiều ngày 25 tháng 6, ít nhất một nạn nhân được xác nhận tử vong, 99 người khác đã mất tích trong khoảng 18 giờ kể từ khi xảy ra thảm kịch. Giới chức đang chạy đùa với thời gian để tìm kiếm những người sống sót, nhưng e rằng con số tử vong sẽ tiếp tục tăng lên. Trong khi đó, một cuộc điều tra đang tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Nhà chức trách địa phương cho biết... Tòa nhà đang sửa chữa phần mái và thực hiện một số việc bảo trì khác thì thảm kịch kinh hoàng ập đến. Một bức tượng đặc biệt sắp được trưng bày ở Anh để kỷ niệm 60 năm ngày sinh công nương Diana, đóa hồng nhan bạc mình và cũng là vị công nương được yêu mến nhất đối với nhiều người dân xứ sở sương mù. Công nương Diana sinh ngày 1 tháng 7 năm 1961 và mất ngày 31 tháng 8 năm 1997 trong vụ tai nạn ô tô thảm khốc ở đường hầm thuộc thủ đô Paris, Pháp. Đó Hồng nước Anh chỉ mới 19 tuổi khi đến hôn với Thái tử Charles năm 1981, nhưng cuộc hôn nhân đã chính thức tan vỡ vào năm 1996. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày sinh của công nương quá cố Hoàng tử Harry sẽ trở về London để tham gia mở màn sự kiện trưng bày bức tượng đặc biệt của mẹ. Anh sẽ tham dự sự kiện này cùng với Hoàng tử William, bất chấp những tin tức cho rằng hai anh em hoàng gia Anh đã bất đồng trong nhiều năm gần đây. Dù đã qua đời 24 năm, nhưng công nương Diana vẫn sống mãi trong lòng nhiều người dân Anh quốc và trên toàn cầu. Bà được biết đến với nhan sắc kiêu sa, những đóng góp không mệt mỏi cho công tác từ thiện, đặc biệt là sự đấu tranh giành quyền lợi cho người nhiễm HIVS và những nạn nhân của bom mình chiến tranh. Khép lại bản tin hôm nay, hãy cùng Thu Thủy chiêm ngưỡng vẻ đẹp ảo diệu của hiện tượng mặt trăng dâu cuối cùng của năm 2021, tỏa ra ánh sáng huyền bí và trắng lệ bao phủ thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Siêu trăng này được gọi là mặt trăng dầu, đã tỏa sáng lung linh trên bầu trời thành phố Istanbul vào ngày 24 tháng 6. Có tên gọi như vậy vì siêu trăng này chỉ xuất hiện vào đầu mùa dầu và cũng là tín hiệu bắt đầu mùa hè. Cái tên không liên quan đến màu sắc của mặt trăng, dù chỗ siêu trăng này quả thật có màu hơi ửng hồng vừa lúc mới mọc lên và lúc sắp tàn. Hãng tin Reuters mô tả cảnh tượng siêu trăng thắp sáng bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ là ngoạn mục khi ánh trăng huyền diệu chiếu xuống thánh đường Hồi giáo Kamlika và những tòa nhà tráng lệ khác trên khắp Istanbul. Đây chính là siêu trăng thứ tư và cuối cùng trong năm 2021. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 26 tháng 6 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!